Ok, xin chào anh em. Hôm nay bên em xin giới thiệu thêm đến anh em một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Ryobi, hàng nội địa Úc. Đó là dòng bơm chim để anh em sử dụng hút nước sạch và nước bẩn ở trong ao, hồ, rồi là chậu, rồi bể các loại anh em nhé. Thì thương hiệu Ryobi này thì là thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Mình đã bán rất nhiều sản phẩm của thương hiệu Ryobi, có máy rửa xe, máy hút bụi, các cái dòng máy cầm tay, máy khoan, máy mài. Đấy, thì anh em đã trải nghiệm cái thương hiệu Ryobi rất là ok rồi anh em nhé. Thì em này thông số chi tiết như sau. Xin cho anh qua cái model. Model giờ SCD750 cũng tương đương với công suất là 750W. Dòng này là dòng bơm chìm sử dụng điện áp 220V đến 240V, công suất 750W và dung tích là được 16,5 lít trên 1 giờ. Đấy là khối lượng nước và có thể đẩy cao lên 9m và ngâm sâu 7m anh em nhé. Con này hình thức thì gần như đẹp tầm 99% anh em luôn. Và giá sản phẩm này mình đang bán tại thời điểm này là 1.300.000 anh em nhé. Là những hàng đẹp như này anh em nhìn qua. Còn những hàng xuất sắc thì bên mình sẽ bán tầm từ 1.1 đến 1.2. Thì phụ kiện của nó thì là gồm một máy này đấy, với chiều cao tầm 35cm anh em nhé, cứ nặng tầm 5kg đấy, và nguyên bản nó thêm một cái bộ đầu nước da này đấy. Thì bên mình sẽ lắp đặt luôn cho anh em một cái bộ đầu chuyển này, vì cái đầu là đầu 34 không phổ thông ở Việt Nam mình, thì mình sẽ làm một cái cút chuyển đổi từ 34 ra 21 như này đấy. Anh em về có thể lấy từ 21, anh em phải lối các dây hay những cái ống 21 nhà mình là rất đơn giản luôn anh em nhé. Đây, chuyển bộ như thế này anh em về sử dụng được luôn luôn. Dòng này thì phù hợp cho mọi mục đích sử dụng, anh em có thể để bơm ao, bơm bể cá này, hay là bơm các cái nước ao tù, nước sạch và nước bẩn đều được anh em nhé. Thì lưu ý một chút khi anh em về sử dụng ấy, thì nguyên bản nó có một cái phao đấy, phao chống cạn này, tức là vì dòng này dòng bơm chìm, tức là khi phải có nước ít nhất phải đến đây thì nước nó mới chạy đấy, là máy mới chạy. Thì ở đây nó cái phao này, thì bạn muốn nó chạy thì bạn phải dơ cái phao này cao lên trên một chút đấy, hoặc bạn muốn cố định thì bạn gắn vào đây, đây có chỗ gắn này, bạn gắn chặt vào đây đấy. Thì nước khi mà mức nước ở dưới cái phao này thì nó máy sẽ không chạy nữa, để bảo đảm an toàn cho máy, vì nếu mà máy chạy khô không nước thì sẽ gây hỏng máy anh em nhé, nó không bền lâu về dài. Thì một số anh em khi về test thì này, cho cái phao này để cầm như này nó không chạy đâu anh em, mà các bạn phải dơ lên như này cơ đấy, thì nó mới chạy được anh em nhé. Đấy, các bạn dự tầm này là ok rồi, cứ qua cái thân máy là ok. Cái thứ hai là con này nó có hai chế độ, là một chế độ là hút cạn và chế độ hút xung quanh. Thì nhiều khi anh em không lý, đây là cái công tắc phao, đây công tắc chuyển chế độ, đây anh em nhìn này, đây nó có một cái cần bịt. Nếu anh em để chế độ này nhé thì nước sẽ hút ở xung quanh này đấy. Nếu anh em quay chế độ này đấy, quay cái này nhìn này đấy, mà bịt vào cái lỗ này đấy, thì chế độ là chỉ hút đáy, tức là hút sạn cạn đáy đấy. Nên một số anh em mang về test thì lại để chế độ này, xong để sát xuống cái chậu thì cái nó bịt kín này thì nó không hút nước nhé. Một số anh em về test thì này không chạy được, là nguyên nhân do cái này, đơn giản này thôi. Nếu bạn để chế độ, nếu hút chậu ấy, thì khi bạn để sát xuống thì cái chậu nó đè, nó bịt cái nước không ra được. Bạn quay chế độ ra cho mình đấy, là chế nước sẽ vào các xung quanh này anh em nhé. Đấy, nên một số cái lưu ý là anh em khi sử dụng thôi, còn cách thức sử dụng thì nó hoàn toàn đơn giản, cắm điện 220 là xong. Dây dài được tầm 8m anh em nhé. Đấy, yên tâm, máy hệ thống cực kỳ kín, không mà bị hở nước, có automat chống giật rồi. Đấy, khi hở điện tưởng sẽ ngắt luôn cho anh em luôn. Mình sẽ test thực tế luôn cho anh em nhé. Đây mình đã ráp sẵn một con rồi, đây quay thực tế cho anh em luôn. Đây một con mình đã đấu sẵn cho anh em rồi, cả cái đầu nước ra này nữa. Đấy, mình làm cái đầu ngang này để anh em nhìn cho dễ, chứ nếu là phọt lên trên thì các bạn này khó nhìn. Đấy, đây cái phao đấy, mình sẽ giữ về cái này, nó hơi mạnh một chút. Đây các bạn nhìn nhé, mình giữ này cái phao, mình khi cái phao giơ lên này đấy, nước hụt ngay, rất là mạnh nhá, bỏ xuống này đấy, máy dừng chạy
vì mình cái chân mình giữ thì đang quay video mà nó, máy nó chạy nó sẽ bị ật ra đằng sau, mình giữ chân mình giữ cho anh em. Anh em nhìn này. Đấy, máy luôn. Và máy chạy cực kỳ là êm. Đấy, mình hút một tí hết chậu nước rồi. Đấy, nó mạnh quá mà anh em. Đấy, đơn giản dụng vậy thôi. Có cái quai sách ở đây anh em sách lên là xong. Ok, anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Giá bên mình đang chiếc này là 1.300.000. Đối hàng đẹp như này. Đây còn hàng xấu hơn thì 1.1, 1.2 tùy anh em nhé. Giá chưa bao gồm cái ship. Ok, xin chào mọi người những video sau.